Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Khánh Hòa. Chương trình tối nay thứ Tư ngày 17 tháng 5, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Trao huy hiệu đảng cho các đảng viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Liên kết vùng thúc đẩy phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số. Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Ninh Hòa bảo đảm nguồn lực hỗ trợ đối tượng chính sách. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023. Sáng nay, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho hai đảng viên cao tuổi tại thành phố Nha Trang. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân đã đến thăm trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho hai đảng viên. Bà Cao Thị Sang, sinh năm 1932, hiện đang sinh hoạt tại đảng bộ phường Vạn Thắng, và bà Phạm Thị Châu, sinh năm 1929, hiện đang sinh hoạt tại đảng bộ phường Phương Sơn. Thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của các đảng viên cao tuổi đối với sự nghiệp cách mạng, đồng thời chúc các đồng chí mạnh khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, giáo dục các thế hệ con cháu góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Cũng trong sáng nay, ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho đảng viên tiêu biểu tại huyện Vạn Ninh. Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Quốc Trị đã trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho ông Nguyễn Tấn Lộc, sinh năm 1930, sinh hoạt tại chi bộ Tân Đức Tây, đảng bộ xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh. Ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của gia đình. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, ông Hà Quốc Trị đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao đóng góp của ông Nguyễn Tấn Lộc và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, bày tỏ mong muốn ông Nguyễn Tấn Lộc và gia đình không ngừng phát huy những phẩm chất, đạo đức cách mạng, luôn gương mẫu, giáo dục con cháu, thế hệ trẻ, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Cũng trong sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cam Ranh đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đồng chí từ 30 năm đến 60 năm tuổi Đảng trên địa bàn thành phố. Đợt này, Đảng bộ thành phố Cam Ranh có 20 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, gồm một đồng chí 60 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí 55 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí 45 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí 40 năm tuổi Đảng và 7 đồng chí 30 năm tuổi Đảng. Đặc biệt có một đồng chí 75 năm tuổi đảng là đồng chí Cao Ánh Đăng, sinh năm 1929, sinh hoạt tại đảng bộ phường Cam Lợi, đã được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Toàn đến thăm chúc mừng và trao tặng huy hiệu Đảng trong chiều qua. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Thành ủy Cam Ranh đã trân trọng cảm ơn, ghi nhận những hy sinh, cống hiến lớn lao trong suốt quá trình tham gia vào sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước của các đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng đợt này. Đồng thời mong muốn các đồng chí vẫn một lòng sắt son, kiên trung với Đảng, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Cam Ranh trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương Cam Ranh ngày càng văn minh, hiện đại. Hiện nay, trên một số trang mạng xã hội đang đăng tải công văn số 982 ngày 1 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc chấp thuận chủ trương cho thi công dự án Ocean Hills. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khẳng định văn bản này là giả mạo, không phải do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra và có hướng xử lý văn bản giả mạo trên theo đúng quy định, báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 5 năm 2023. Chuyển sang một nội dung khác. Sáng nay, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức thẩm tra chủ trương đầu tư dự án mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Khánh Hòa. Bà Phạm Thị Xuân Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tham dự buổi làm việc. Theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Khánh Hòa được chuyển đổi từ kho bạc nhà nước tỉnh xây dựng từ năm 2015, địa chỉ tại số 26 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang. Hiện cơ sở này chưa có trang bị các thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống mạng viễn thông, nội thất. Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất và nơi làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân đến làm việc tại trung tâm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất đầu tư dự án mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.
dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 11 tỷ 544 triệu đồng, trích từ nguồn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện trong năm 2023. Qua thẩm tra, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất với chủ trương đầu tư dự án, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cân đối nguồn vốn, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đảm bảo dự án được thực hiện trong năm 2023, rà soát đối chiếu các trang thiết bị công nghệ thông tin thuộc dự án này với việc thực hiện đề án 06 để đảm bảo sự đồng nhất về mặt công nghệ, tăng tính hiệu quả của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Việc mua sắm các trang thiết bị chuyên dụng đảm bảo đúng theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định khác. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu đã chủ trì cuộc họp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện mở rộng tỉnh Khánh Hòa về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu đánh giá cao kết quả công tác hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay, đề nghị sớm xây dựng phần mềm quản lý về số lần hiến máu của cá nhân và gia đình tham gia hiến máu tình nguyện để việc khen thưởng chính xác và giảm thời gian chờ đợi cho người được khen tặng. Ông Đinh Văn Thiệu cũng thống nhất trình các cấp xem xét khen thưởng danh sách cá nhân gia đình có thành tích hiến máu tình nguyện trong năm 2023 của tỉnh Khánh Hòa. Lãnh đạo tỉnh cũng thống nhất ngày tổ chức chương trình Hành trình đỏ năm nay là ngày 5 tháng 7. Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện được chuyển sang ngày 29 tháng 6. Các đơn vị liên quan rà soát lại nhu cầu máu ở các cơ sở y tế để xây dựng lượng máu hiến thu về cho phù hợp với thực tế. Trung tâm huyết học truyền máu có đề xuất trong 5 phòng khám ở Nha Trang chọn một nơi để thực hiện địa điểm hiến máu cố định. Theo báo cáo, những tháng đầu năm 2023, Ban chỉ đạo tỉnh đã tổ chức được 41 đợt tuyên truyền, vận động, tiếp nhận máu hiến tình nguyện, nổi bật như chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân Hồng, chiến dịch những giọt máu hồng hè, ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, chương trình Hành trình đỏ lần thứ 10. Ông Trần Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban vận động cứu trợ, Ban vận động quỹ vì người nghèo triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 diễn ra vào sáng nay tại Nha Trang. Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cơ quan thường trực Quỹ vì người nghèo, Quỹ cứu trợ tỉnh đã báo cáo kết quả công tác tổ chức vận động, tiếp nhận, hỗ trợ người nghèo, công tác cứu trợ năm 2022 và chương trình nhiệm vụ năm 2023. Với phương châm công khai, minh bạch, rõ ràng, tạo niềm tin cho cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị tham gia đóng góp cũng như nhân dân trong và ngoài tỉnh. Việc huy động quỹ luôn đạt kết quả cao, tạo nguồn lực chăm lo cho các đối tượng chính sách, các hộ nghèo, các đối tượng đặc biệt khó khăn. Năm 2022, quỹ cứu trợ đã chi hơn 1,2 tỷ đồng. Quỹ vì người nghèo đã tiếp nhận ủng hộ quỹ số tiền trên 15,5 tỷ đồng. Trong đó, quỹ đã hỗ trợ xây mới 223 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 13 tỷ đồng, thực hiện hỗ trợ tặng quà cho người nghèo đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách. Năm 2023, quỹ vì người nghèo tiếp tục công tác vận động, tạo sự đồng thuận xã hội, triển khai chương trình an sinh xã hội và mục tiêu giảm nghèo bền vững của toàn tỉnh, triển khai xây dựng 175 nhà từ các nguồn quỹ hỗ trợ quỹ vì người nghèo trung ương và các doanh nghiệp. Tại hội nghị, 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quỹ vì người nghèo và công tác cứu trợ năm 2022 đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Khánh Vĩnh đã và đang triển khai các công trình mang tính liên kết vùng, kết nối địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với khu vực có nhiều tiềm năng, lợi thế. Từ đó mở ra cơ hội cho các xã đặc biệt khó khăn của địa phương miền núi có điều kiện để phát triển về kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. Tuyến đường K25 qua thôn Hòn Lây, xã Khánh Hiệp sau nhiều năm đưa vào khai thác, nay đã xuống cấp. Tình trạng hư hỏng, nứt gãy mặt đường đã xuất hiện trên nhiều đoạn tuyến, gây khó khăn, cản trở việc đi lại của người dân nơi đây. Không chỉ phục vụ nhu cầu lưu thông, vận chuyển nông sản trên địa bàn, tuyến đường K25 còn kết nối với địa bàn các xã của huyện Khánh Vĩnh và thị xã Ninh Hòa. Với đặc thù liên kết vùng, sau khi được nâng cấp, sửa chữa, tuyến đường sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương. Đầu tư tuyến đường K25 này về... Đầu tiên là cho biết được thuận tiện cho người dân vận chuyển hoa màu, đường xá đi lại. Cái thứ hai nữa thì đường này là nó xuống về đi kết nối với xã Khánh Bình qua thôn Ba Dùi á, qua xã Khánh Bình rồi mang lại giữa xã này với xã kia đi rất thuận tiện.
dự án nâng cấp sửa chữa tuyến đường K25 liên thôn Hòn Lay, xã Khánh Hiệp, đi thôn Ba Dùi, xã Khánh Bình đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai trên địa bàn trong năm nay. Đây là một trong 4 công trình trọng điểm của huyện Khánh Vĩnh. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 24 tỷ đồng, khởi công đầu tháng 1 năm nay, dự kiến thời gian hoàn thành trong vòng 8 tháng. Hiện tại công trình đã đạt tiến độ hơn 40%, trong đó đoạn tuyến số 1 từ Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hiệp đi tỉnh lộ 8 dài 4 km đang thực hiện cấp phối đá dăm và đổ bê tông mặt đường. Đoạn tuyến còn lại dài 2 km qua thôn Hòn Lay đã đổ bê tông mặt đường được 75% chiều dài. Đang triển khai tiếp tục là tấm lát để thoát nước, thông mương thoát nước và móng mặt đường, và sau đó là đổ bê tông mặt đường tiếp theo. Nhà thầu cố gắng đẩy tiến độ trong thời gian sắp tới trước mùa mưa chuẩn bị gần tới. Thì thiết bị nhà thầu vẫn đang đảm bảo trên công trình. Thì vẫn có các xe đào và xe lưu đang triển khai các mũi mở rộng mặt đường và triển khai đào đắp để triển khai thi công mặt đường và mương và lề cho theo hồ sơ thiết kế của dự án. Các công trình lớn mang tính chất đấu thầu rộng rãi, trị giá từ vài chục tỷ đến trăm tỷ, thì chủ yếu là chương trình giảm nghèo bền vững gồm 4 công trình, thì được cấp vốn từ năm 2022. Thì chúng tôi đã đưa vào thi công 3 công trình, gồm có công trình đường liên vùng Khánh Phú, công trình đường liên vùng Khánh Hiệp. Thì chúng tôi đã đẩy mạnh thi công, hiện nay đạt khối lượng khoảng 2 công trình này là mỗi công trình đạt 50%. Ngoài nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thực hiện cơ chế đặc thù của địa bàn miền núi theo nghị quyết số 55 của Quốc hội, Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã đề xuất các dự án liên kết vùng như đầu tư tuyến đường từ xã Khánh Trung đi xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh, tuyến kết nối xã Khánh Nam và xã Khánh Thượng, các công trình khắc phục thiên tai như cầu Đa Răm, Khánh Thượng, cầu Tràn Khánh Nam, cầu Tràn Ngầm 6, xã Khánh Thành, giai đoạn 2023-2025. Ủy ban Nhân dân huyện dự kiến đầu tư 6 dự án với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng. Với việc huy động tối đa các nguồn lực, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ cho đầu tư phát triển kinh tế miền núi, đem lại nhiều kết quả quan trọng. Bộ mặt nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang có nhiều khởi sắc. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, lao động sản xuất và đời sống của người dân. Nhằm hỗ trợ các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ có nhu cầu vay vốn để duy trì và mở rộng sản xuất, tạo việc làm. Sáng nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cam Lâm đã tổ chức phát vay tại xã Cam An Nam. Tại đây, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cam Lâm đã phát vay cho 38 hộ với doanh số cho vay trên 1,7 tỷ đồng. Các đối tượng được vay vốn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách trên địa bàn xã Cam An Nam là trên 45,7 tỷ đồng cho 737 hộ vay. Trong đó, Hội Phụ nữ xã quản lý 389 hộ vay với dư nợ trên 23,2 tỷ đồng. Hội Nông dân quản lý 233 hộ vay với dư nợ trên 14,7 tỷ đồng. Hội Cựu chiến binh quản lý 37 hộ vay với dư nợ trên 2,2 tỷ đồng. Đoàn Thanh niên quản lý 78 hộ vay với dư nợ gần 5,5 tỷ đồng. Được biết, chất lượng hoạt động của các tổ trên địa bàn xã rất tốt. Hàng tháng đều được đánh giá 21 trên 21 tổ tiết kiệm và vay vốn, xếp loại chất lượng hoạt động tốt. Cũng trong buổi giao dịch, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cam Lâm đã thu hồi nợ của 46 hộ đến hạn với số tiền 307 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của các đối tượng chính sách là rất lớn. Do đó, việc đảm bảo nguồn vốn đủ lớn để hỗ trợ các đối tượng chính sách là hết sức cấp thiết. Việc huy động các nguồn lực từ địa phương trong việc dành nguồn ngân sách nhà nước ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, cũng như việc huy động tiền gửi tiết kiệm để thực hiện cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác là giải pháp mà Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Ninh Hòa đang triển khai. Qua đó, góp phần cùng nguồn vốn của Trung ương trợ lực cho người dân vươn lên phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thành công nông thôn mới. Dù đã có công việc ổn định, song gia đình chị Trần Thị Kim Luyến ở phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa vẫn chưa đủ khả năng để xây dựng một căn nhà riêng ổn định cuộc sống. Qua tìm hiểu các thông tin trên báo chí, được sự hướng dẫn của cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã, chị Luyến đã quyết tâm vay 300 triệu đồng từ chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100 của Chính phủ.
Với số vốn này, cùng với số tiền tích góp, hiện gia đình chị đã xây dựng được căn nhà mới, khang trang hơn. Đây cũng là bước khởi đầu mới để những gia đình công chức, viên chức và người lao động, người thu nhập thấp có cơ hội an cư và lạc nghiệp. Ngân hàng chính sách nó có cái chính sách để cho vay theo cái viên chức nhà nước đó, nên là mình đang khó khăn thì mình muốn vay để xây cái nhà để có cái chỗ an cư lạc nghiệp cũng đủ để chi trả mỗi tháng là vừa gốc vừa lãi là 4 triệu mà vay được là 300 triệu. Nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn giúp nhiều hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn thị xã đầu tư xây dựng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần giúp người dân thoát nghèo bền vững và làm giàu chính trên mảnh đất quê hương. Theo đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Ninh Hòa, 4 tháng đầu năm nay, ngân hàng đã tích cực triển khai nguồn vốn tín dụng đến từng đối tượng chính sách. Đã có 2.711 khách hàng được tiếp cận nguồn vốn với dư nợ đạt trên 713 tỷ đồng, tăng hơn 23 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn vay tăng trưởng chủ yếu ở các gói vay nước sạch vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm, cho vay đối với hộ nghèo và cận nghèo. Tổng dư nợ của tổ hiện tại là khoảng gần 1 tỷ. Và họ vay là vay cái số tiền này về để nhu cầu là thứ nhất là nước sạch vệ sinh môi trường, xây nhà cầu, bắt nước máy, rồi là chăn nuôi, ví dụ như nuôi tôm, nuôi cá và chăn nuôi bò sinh sản. Để có được nguồn lực lớn hỗ trợ các đối tượng chính sách, đòi hỏi Ngân hàng Chính sách Xã hội phải huy động từ nhiều nguồn khác nhau. Đặc biệt, từ khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, địa phương đã chú trọng, quan tâm cân đối, bố trí ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Ninh Hòa đã được phân bổ hơn 5 tỷ đồng. Đồng thời, đẩy mạnh huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ chức cá nhân đạt hơn 63 tỷ đồng, huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn đạt gần 60 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để giúp thêm nhiều hộ chính sách tiếp cận vốn vay. Tuy nhiên, địa phương cũng mong muốn các cấp, các ngành cần quan tâm, tăng thêm nguồn lực để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao hiện nay. Đối với nguồn vốn của Trung ương thì đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu. Tuy nhiên thì nhu cầu bà con về cho vay tại thứ cấp việc làm rất là cấp bách. Nguồn địa phương, nguồn Trung ương thì rót một phần, còn nguồn địa phương thì cũng bắt một phần. Tuy nhiên vẫn còn rất là thiếu nhu cầu cho biết nhu cầu của bà con. Trong thời gian tới thì phòng giao dịch tiếp tục đẩy mạnh cho vay các nguồn vốn trên tín dụng chính sách trong địa phương, tạo cho bà con có nguồn vốn để nâng cao cải thiện đời sống cũng như có nguồn vốn để làm ăn phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và xã hội tham gia vào công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, thời gian tới, Ngân hàng thị xã Ninh Hòa tiếp tục tham mưu cho các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện chỉ thị số 40, kết luận 06 của Ban Bí thư nhằm quan tâm tăng cường bổ sung nguồn vốn địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để triển khai cho vay các chương trình tín dụng dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đồng thời, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng chủ động phối hợp với các ban ngành và địa phương triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Chính phủ giao năm 2023, đảm bảo 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn và tiếp cận các dịch vụ do Ngân hàng Chính sách Xã hội cung cấp. Tiếp tục với một số tin tức khác. Sáng nay tại Nha Trang, Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh, chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh, chi nhánh vận tải đường sắt Phú Khánh, phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh Khánh Hòa, tổ chức Ngày hội Hiến máu Tình nguyện năm 2023. Sau lễ phát động, gần 200 cán bộ, công nhân viên, đoàn viên thanh niên của ba đơn vị đã đăng ký tham gia hiến máu. Số lượng máu hiến đảm bảo yêu cầu thu về là hơn 150 đơn vị. Được biết, 10 năm nay, Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh thường xuyên phối hợp với các đơn vị trong tỉnh tổ chức hiến máu tình nguyện. Bình quân mỗi năm đóng góp khoảng 100-200 đơn vị máu vào ngân hàng máu hiến của tỉnh. Còn theo Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có trên 15.000 lượt người đăng ký tham gia hiến máu. Số lượng máu hiện tiếp nhận được gần 10.600 đơn vị, đạt hơn 48% kế hoạch năm. Từ ngày 8 đến ngày 16 tháng 5, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Vạn Ninh phối hợp với Trung tâm Phục hồi Chức năng Giáo dục Trẻ em Khuyết tật tỉnh Khánh Hòa và Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn huyện Vạn Ninh năm 2023. Qua đợt khám, đoàn đã thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho 211 trẻ em khuyết tật trên địa bàn huyện,
khám sàng lọc khuyết tật cho 55 trẻ em từ 0 đến 6 tuổi của thôn đảo Ninh Tân, xã Vạn Thạnh. Đồng thời, các em tham gia khám khuyết tật được tặng suất quà gồm thuốc bổ, sữa, yến, bánh với tổng trị giá quà tặng là hơn 70 triệu đồng. Cùng với đó, các mạnh thường quân trên địa bàn huyện Vạn Ninh đã tặng 132 suất quà cho các trẻ em khuyết tật với tổng trị giá gần 11 triệu đồng. Thông tin và hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Khánh Hòa tối nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.